sẽ theo Harley đi làm. Hôm nay outfit của Uyên mặc cái romper của Saboskirt, giày thì của Madewell, trang sức như lắc chân, dây chuyền, nhẫn là của Ecaviria. Còn túi thì là cái túi mà Uyên hay xách nè. Cái túi này Uyên có video là What is in my bag, thì Uyên sẽ để cái card ở dưới, nếu bạn nào muốn xem thì có thể bấm lên đó. Bye yêu tình nha, đi chiều chị về nha. Trời xếp vô rồi, mình chạy ra. Em biết nay chạy xe màu này mặc bộ đồ màu xanh á. Hả? Chạy màu như biết. Bột nhúng nó làm lại hết luôn rồi. Good morning Erickson. Leo lên. Cao quá vậy. Thì tuần này á khá là bận, Uyên không có vlog nhiều. Uyên có khách make up nhiều ở trên Arlington, còn Harley thì có khách làm khách mua bán nhà ở khu vực của Harley, cho nên là hai đứa rất là cả tuần này Uyên với Harley không hề gặp nhau luôn, mà chỉ có ngày chủ nhật hôm nay á là rảnh, Uyên rảnh. Còn Harley vẫn bận thì Uyên đi theo Harley để coi Harley làm việc, cũng là đi theo chơi luôn. Thì Harley đang ở bên trong nhà đó để gặp khách, show nhà cho khách. Còn Uyên thì ngồi ngoài xe đợi, mà bây giờ 1 giờ mà hai đứa chưa ăn gì hết. Sáng nay Harley cũng có một cái show Uyên 9 giờ gì đó, là lúc đó Uyên còn ngủ, nên Uyên cũng nướng một xíu. Uyên với lại Harley đang đi mua cây, thì Uyên sẽ lựa một trong những cái cây ở đây để đem về nhà. Chắc là bỏ trong office, mà không biết cây nào đẹp, cây này có vẻ ok nè. Tại giờ nó để một đống nhiều quá, cái không biết là nên lấy cây nào hết. Mua steak về để lát Harley chiên. Don't judge. Pizza. Don't judge. Don't judge. Pizza lát ăn khuya coi phim với lại hot wings với lại xà bông tắm. Mua kem nữa được không? No. 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 Hai cái bẻ đồng hả? Dưới á, rồi, nó lấy xuống nha. Được. Ăn dâu cái gì cũng mua dâu. Hôm nay Harley làm steak. Ngày nào cũng làm. Hồi nào? Mình ăn. Ở đó có thịt, ở đó có Hilton. Hilton ơi. Để đuôi. Ăn thịt không? Cái đó gì ạ? Sit. Bắt tay, tay phải là ơi cha. Cực kỳ dễ thương luôn. Chị này là cái chị mà giới thiệu cái chị cô dâu cho Uyên á, là một subscriber. Chị đó có coi channel của mình, cho nên là biết tới Uyên, biết là make up, cho nên là giới thiệu Uyên với chị đó. Thì sáng nay á, lễ là họ có đám hỏi, lễ là cỡ 9 giờ rưỡi thì Uyên đã dậy từ 3 giờ và Uyên qua đó tự Uyên make up tới 3 người lận, cho nên là Uyên phải dậy sớm ơi là sớm luôn.
và đi tới đó make up. Mặc dù dậy sớm nhưng mà làm cũng nhiều nhưng mà Uyên lại không có mệt, Uyên rất là vui tại vì mọi người rất là dễ thương. Hôm nay mình sẽ hái trái này vô ăn, trái này chín rồi. Có cái trái này bên này cũng chín rồi. Hái trái này luôn. Hà ơi, cắt trái này đi. Hôm nay tụi mình đi sinh nhật của Ivy. Nãy Uyên với Erickson tới trước để mua quà cho Ivy. Để làm sao nè. But you pick the right one. Kidding. Full package. Kiểu ở nhà có bàn ăn mà không ăn, đi dọn vô phòng ngủ xong rồi ngồi coi tivi tuốt trên này ăn. Có ăn đâu có được đâu. Hello mọi người, thì ở vlog trước Uyên có quay cái khúc mà Uyên đi gặp nha sĩ. Thì tuần trước Uyên là lần đầu tiên mà Uyên đi khám, đi gặp họ để mà nghe tư vấn về cái việc mà Invisalign. Thì đại khái cái lần đó là Uyên chỉ có tới để họ tư vấn, xong rồi nói về giá cả này nọ, rồi xem răng Uyên như thế nào, scan rồi chụp hình cái răng của Uyên để họ làm cái khung. Rồi họ từ cái khung đó mà họ gửi cho tới công ty Invisalign thì họ sẽ làm những cái container cho Uyên đeo mỗi tuần. Thì mỗi tuần thì Uyên sẽ thay một cái. Nếu mà các bạn nào mà không có biết về cái này á, thì đại khái Invisalign nó là một dạng niềng răng thôi, nhưng mà nó thẩm mỹ hơn, nó là dạng niềng trong. Nó không có như cái truyền thống là có cái nẹp màu sắc. Thì Uyên sẽ nói rõ hơn về nó khi mà Uyên đã trải nghiệm, Uyên đã đeo cái đó vô rồi. Uyên có thể nói rõ hơn về cái cảm giác, và Uyên có thể nói rõ hơn về túi tiền, cũng như là giải thích những thắc mắc của các bạn về Invisalign. Tại vì cái này Uyên thấy nó cũng là, nó không có quá mới, nhưng mà Uyên cũng không thấy nhiều người làm, cho nên là Uyên nghĩ các bạn nào mà có ý định niềng răng thì cũng muốn biết về cái này, cho nên là sẽ có một video mà Uyên nói sâu hơn về cái đó. Thì bây giờ sẽ tới nha sĩ trước đã. Uyên mới vừa gặp nha sĩ xong rồi Uyên mới gắn cái Invisalign vô răng nè.
Cái lý do mà Invisalign nó mắc tiền hơn cái truyền thống đó là tại vì nó hơi hướng về mặt thẩm mỹ hơn. Tức là trong khi mình niềng răng á là người ta ít người nào thấy được mình niềng răng. Bây giờ em cảm giác như là Uyên đang nói nó hơi, nó không có bình thường, nó có cái gì cộm cộm nên răng, cho nên là phát âm ra nó cũng không có bình thường nữa. Nhưng mà giống như là nhìn camera vậy thì các bạn đâu có biết là Uyên đang đeo niềng răng đúng không? Nhưng mà kiểu nhìn gần á thì nó, nếu mà nhìn gần, Uyên không biết nữa, để giờ Uyên sẽ coi lại video. Nhưng mà mẹ thấy răng con có gì chảnh không? Không có thấy rõ. Không thấy rõ. Tại vì nó rất là trong, không thấy gì hết trơn á, cho nên là mắt mẹ cũng cho nên là Uyên mới chọn Invisalign. Sau khi mà làm xong á thì họ cho Uyên một cái túi. Trong này á là có một cái hộp là những cái Uyên sẽ đeo trong vòng 15 tuần tới, tức là sẽ có tuần 1 cho tới tuần 15. Uyên phải đeo tổng cộng 26 cái. Thì đây là từ 1 tới tuần 15, đeo hết cái tuần 15 á thì Uyên sẽ quay lại đây khám vào tháng 11. Không, như lúc đó chưa hết, nhưng mà Uyên có hẹn vào tháng 11, đầu ngày 7 tháng 11 để gặp nha sĩ để họ chỉnh lại răng coi mình có làm cái gì thêm không này nọ. Ngoài ra thì Uyên có, người ta còn đưa cho Uyên một cái hộp. Cái này là của công ty Invisalign. Nhìn kiểu đúng kiểu luxury sang chảnh luôn á. Trong này á là Uyên có một cái hộp. Trong cái hộp này á là có cái case mà để Uyên đựng cái Invisalign khi mà Uyên tháo ra để khi mà ăn hay là đánh răng gì đó thì Uyên phải đựng cái trong này. Cái hộp cũng đẹp nữa. Cho mọi người xem. Nó nằm như vậy nè, nằm ở trong như vậy nè. Uyên đang ở Best Buy thì từ bữa mà có dịch Covid tới giờ, những cái cửa hàng như là shopping này nọ nó mở lại thì họ không có, giống như là họ hạn chế đi vô tiệm, đi vô cửa hàng mua đồ, mà giống như mình có thể mua online, rồi mình tới mình chỉ cần đậu xe ở đằng cái chỗ mà curbside, xong rồi người ta đem cái đồ đó ra cho mình thôi. Như cái cô đó cũng đang đem cái đồ của mình. Cô này như cũng đang cầm đồ của Uyên á. Đúng rồi. Uyên mua cái microphone để làm podcast nè mọi người. Uyên với Holly sẽ có một cái podcast. Không biết khi nào ra, nhưng mà chắc cuối tuần này sẽ bắt đầu record.